Các em thân mến, như vậy là chúng ta giải quyết xong hai nội dung, đó chính là cấu hình electron nguyên tử và nội dung thứ hai, đó chính là cấu trúc mạng tinh thể. Đây sẽ là hai cơ sở để chúng ta có thể nghiên cứu được một số tính chất vật lý của kim loại ngay sau đây. Kim loại thì thông thường nó sẽ có hai cái mảng về tính chất vật lý, đó chính là tính chất vật lý chung và đã có chung chắc chắn phải có riêng. Vậy thì hầu hết cả các kim loại nó đều có các tính chất chung ở đây, đó chính là bốn tính chất chung ạ. Thứ nhất đó là tính dẻo, thứ hai tính dẫn nhiệt, đã có dẫn nhiệt thì chắc chắn phải có tính dẫn điện, và cuối cùng đó là tính của ánh kim. Chúng ta nhớ nhá, bốn tính chất này là bốn tính chất chung của kim loại. Đã nói là chung của kim loại thì có nghĩa là tất cả các kim loại phần lớn đều có bốn tính chất này, được chưa nhỉ? Vậy chúng ta phải chú ý, chúng ta nhớ như thế này, bởi vì đã có từng có cái câu trắc nghiệm ấy, nó hỏi là cho một loạt các tính chất vật lý ra và người ta hỏi trong các tính chất vật lý đấy đâu là tính chất vật lý chung của kim loại. Thì chúng ta phải nhớ ở đây là có bốn tính chất này: tính dẻo này, dẫn điện, tính dẫn nhiệt và tính có ánh kim. Và sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu từng tính chất vật lý một. Các em thân mến, tính chất vật lý đầu tiên chúng ta được đề cập đối với kim loại đó chính là tính dẻo. Vậy thì nguyên nhân tính dẻo là đâu? Thì bây giờ chúng ta hãy nhìn chú ý lên trên slide này, thầy sẽ hướng dẫn các bạn. Như các em thấy, đây nó là một cái mô phỏng về cấu tạo mạng tinh thể của kim loại. Thầy đã vẽ lên là ở trong các cái mạng tinh thể này chúng ta thấy là có các khối tròn. Các khối tròn đấy chính là các cation kim loại hay là các nguyên tử kim loại. Đấy chứ nhỉ? Khi các khối tròn này chịu tác dụng của một lực, lực đây ạ. Đây là lực sang bên phải, đây là lực sang bên trái. Như vậy chịu tác dụng của một lực cơ học thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là nó bị trượt. Đúng không ạ? Đây, ví dụ thầy vẽ to hơn đây. Nó sẽ bị trượt như này, được chưa? Chúng ta nhìn nhá. Khi có tác dụng, hai lực nó sẽ bị trượt. Đây là ban đầu, đây là lúc sau. Đúng chưa? Vậy khi mà thầy phóng to cái hình ảnh này lên đến mức độ có thể nhìn được các electron thì chúng ta có thể mô phỏng như sau. Chúng ta có nhìn thấy đây không ạ? Đấy, đây là các cái viên trắng này này. Các cái phần trắng này chính là các cái hạt electron, được chưa nhỉ? Electron tự do. Còn các cái phần xanh này là gì ạ? Là các ion dương kim loại, được chưa? Ion dương kim loại nhá, chúng ta chú ý như vậy. Đây, chúng ta có thể thấy rõ hơn ở đây. Nhá. Khi chịu tác dụng của một ngoại lực nào đấy thì các cái cation kim loại trong mạng